anh phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọng. Nuốt hết đắng cay vào trong lòng, cuộc đời anh như có gió. Cha mẹ già vất vả để mũ trăng mòn, vẫn làm con anh đây chưa hiểu chưa tròn. Anh phải bù đắp cho em bao nhiêu để em chẳng còn thấy thiết. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, đúng không anh ơi? Là điều em nói lúc em muốn chúng ta xa rời. Anh không dám trả lời tin nhắn ấy, cứ xa vờ như mình chẳng nhìn thấy đâu. Anh thương cho mối tình của hai đứa phải kết thúc như vậy sao? Thời gian trôi như gió vội bay qua trời, nhiều chuyện anh cứ chôn thật sâu chẳng muốn mơ lỡ. Ngày ngày lo cho tương lai nhưng em cứ anh phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọng. Nuốt hết đắng cay vào trong lòng, cuộc đời anh như con gió. Cha mẹ già vất vả để ngủ trong mộng, vẫn làm con anh đây chưa hiểu chưa cho. Anh phải bù đắp cho em bao nhiêu để em chẳng còn thấy thiết. Anh gửi vào số